cả cô ăn mì tôm đấy. Bà ơi, tỏi này hôm nào thu hoạch được hả bà? Vâng, hôm nào thu hoạch được hả? Chính là như này mình cũng tỉa được rồi mà nhỉ? Vâng. Xay ớt không? Giống năm ngoái thì khách trồng. Nhất nước nhì phân rồi. Phân gà, phân chim, bồ câu rồi các loại phân này xong rồi mình ra mình ủ đã có phân vi sinh rồi. Nó hơi mờ nhỉ. Đây là chuồng chim bồ câu Pháp này. Còn bên này là nuôi công. Đây là gà. Có con gà di màu gà tre này. Sao ở xa xa nó mới nhỉ? Bác có ăn rau xà lách không? Để em lấy về bác cha này. Vườn này cắt rau gà. Xa hơn. Vâng. Bà ơi, đến tháng 3 là... Tháng 3 này là có nhung hiêu rồi nhỉ bà nhỉ? Này tháng 3 có mấy đôi nhung hiêu nhá. Chị Trang nhá. Hay nếu mà đăng ký sớm thì mới còn. Đây là cỏ cho nhung cho hiêu ăn. Lạnh quá, nó trốn hết ở trong nhà rồi. Đây, như chú này là